Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, hữu nghị, đoàn kết và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự chính thức và thành công tốt đẹp. Đặc biệt, hội nghị đã thông qua tuyên bố về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây là tuyên bố đầu tiên của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu sau 9 kỳ tổ chức. Điều đó thể hiện sự quan tâm đồng thuận cao và cam kết mạnh mẽ của các nghị sĩ trẻ IPU trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Trong phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả tọa đàm tăng cường năng lực số cho thanh niên, báo cáo tóm tắt của 3 phiên thảo luận về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Tuyên bố hội nghị về lĩnh vực chuyển đổi số. Hội nghị kêu gọi và đề nghị các nghị viện thành viên tăng cường ứng dụng nền tảng trợ lý ảo, hỗ trợ các nghị sĩ, sử dụng công nghệ AI để nâng cao chất lượng lập pháp và xây dựng thư viện số dành cho các văn bản pháp luật của quốc gia. Ban hành các văn bản pháp luật và chính sách nhằm thu hẹp khoảng cách số và đảm bảo khả năng tiếp cận cho tất cả mọi người. Thông qua các phần việc bao gồm chi phí truy cập thấp, xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và nâng cao kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Hội nghị kêu gọi và đề nghị các nghị viên thành viên củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thông qua việc xây dựng khung khổ pháp lý cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tăng quy mô ngân sách để hỗ trợ các doanh nghiệp do thanh niên là người đứng đầu, các sáng kiến khởi nghiệp và đổi mới của giới trẻ, thông qua việc tài trợ, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật phù hợp. Kêu gọi IPU xem xét các giải pháp khả thi trong cơ chế hiện có của IPU để tham gia vào các vấn đề đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong lĩnh vực văn hóa, hội nghị kêu gọi và đề nghị các nghị viên thành viên thúc đẩy tính toàn diện, đối thoại liên văn hóa và tôn trọng sự đa dạng văn hóa và kiến thức bản địa với tư cách là một động lực cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng và chung sống hòa bình. Phát triển vai trò của văn hóa như một động lực của phát triển bền vững, cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa, khẳng định vai trò của kinh tế sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa, khẳng định vai trò của văn hóa và đa dạng văn hóa trong quá trình giải quyết các khó khăn, thách thức đối với nhân loại hiện nay, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, phòng chống nạn buôn bán, vận chuyển trái phép và buôn bán lậu tài sản văn hóa. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, thành công của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 cho thấy diễn đàn nghị sĩ trẻ IPU là một diễn đàn rất cần thiết, bổ ích cho các nghị sĩ trẻ và tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của nghị sĩ trẻ nói riêng, giới trẻ nói chung, với tư cách là chủ nhân tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc và của cả thế giới, trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của IPU và của Liên Hợp Quốc. Quốc hội Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của IPU và sẵn sàng đăng cai tổ chức thêm những hội nghị và cơ chế khác trong khuôn khổ hoạt động của IPU. Xác định công tác quản lý bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, những năm qua Đảng bộ chính quyền xã Phúc Hoa, huyện Tân Uyên đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng, triển khai nhiều giải pháp quản lý bảo vệ rừng. Do đó, tỷ lệ độ che phủ rừng của xã luôn đạt cao. Xã Phúc Hoa hiện có 5.800 ha đất có rừng, trong đó rừng phòng hộ trên 650 ha, rừng đặc dụng trên 5.130 ha, rừng sản xuất 83,81 ha. Hiện nay, xã có 9 tổ quản lý bảo vệ rừng. Mỗi tổ có từ 20 đến 25 thành viên thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong những tháng cao điểm của mùa khô hanh, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được các tổ xung kích thực hiện nghiêm túc, chế độ trực theo dõi thường xuyên, đảm bảo thông tin liên lạc. Bên cạnh đó, xã cũng chỉ đạo các bản tổ chức cho người dân ký cam kết bảo vệ rừng gắn với phòng cháy, chữa cháy rừng. Đặc biệt là từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, thì toàn bộ diện tích rừng của xã được bà con bảo vệ tốt. Thì đầu năm thì ban xã đã họp phân công nhiệm vụ cho ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng của xã triển khai đến các bản về cái luật phòng cháy, chữa cháy rừng, các nghị định hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng cháy chữa rừng, tuyên truyền cho nhân dân biết được cái trách nhiệm phải bảo vệ rừng liên quan đến cái tiền chi trả dịch vụ rừng, nên là từ khi có chính sách dịch vụ chi trả môi trường rừng thì nhân dân trên địa bàn xã đã ý thức được việc chăm sóc bảo vệ rừng, nên là tình trạng cháy rừng của xã Phúc Hoa trong những năm gần đây là cũng không có, và nhân dân cũng tích cực phân công lịch trực chốt gác đảm bảo tuần tra kiểm soát theo đúng cái nhiệm vụ phân công, và cái tiền từ khi có tiền dịch vụ môi trường rừng thì nhân dân cũng rất là phấn khởi và yên tâm
trong cái công tác chăm sóc và bảo vệ rừng. Hô Bon là một trong những bản có diện tích rừng lớn nhất của xã Phúc Hoa với 950,6 ha. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, những năm qua, trên địa bàn không để xảy ra cháy rừng cũng như khai thác lâm sản trái phép. Bà con trong bản cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn, tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng. Vận động của các cấp đảng ủy xã và của các cái đồng chí lãnh đạo bản thì gia đình tôi và nhân dân trên bản đã chấp hành các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ và chăm sóc rừng. Và từ đó thì gia đình chúng tôi và bà con trên bản thì đã tham gia vào công tác trồng rừng này, chăm sóc bảo vệ cái rừng này. Và từ những cái công việc đó thì mang lại cái nguồn thu cho cái gia đình và bà con là từ dịch vụ môi trường rừng. Và từ những cái khoản thu đó thì đã giúp đỡ cho gia đình và bà con trên bản một phần nào đó tháo gỡ những khó khăn về phát triển kinh tế. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của đảng ủy, chính quyền xã, tinh thần trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn và sự đồng thuận của người dân trong việc quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nên nhiều năm qua diện tích rừng của xã Phúc Hoa luôn được bảo vệ và phát triển tốt. Ý thức trách nhiệm của các chủ rừng và người dân cũng được nâng lên rõ nét. Đạt được kết quả này là nhờ xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, duy trì và phát triển các tổ quản lý bảo vệ rừng tại các thôn bản về quy mô cũng như chất lượng để thực hiện hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, không để xảy ra cháy rừng, chặt phá rừng, cũng như phối hợp với kiểm lâm địa bàn xử lý các đối tượng có hành vi khai thác lâm sản trái phép. Thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá, thời gian qua nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, từ đó nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, vận động cán bộ, công chức, người lao động xây dựng môi trường lành mạnh, văn minh. Thuốc lá có hơn 7.000 chất độc hại, trong đó có 69 chất gây ung thư, là nguyên nhân gây ra hơn 23 loại bệnh khác nhau. Hút thuốc lá chủ động hay thụ động đều nguy hại đến sức khỏe của con người. Tại Việt Nam, theo thống kê, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong do mắc các bệnh liên quan tới thuốc lá và khoảng 35 triệu người không hút thuốc bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Việc hút thuốc lá không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người hút mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh khi hít phải khói thuốc do người hút thuốc lá phả ra. Hút thuốc lá còn kéo theo những hệ lụy như làm tổn hao kinh tế của gia đình. Khói thuốc lá còn hủy hoại tới môi trường sống và gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con người. Do đó, để công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đạt hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá. Trong đó, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện phong trào tại các cơ quan, đơn vị, công sở, xây dựng môi trường không khói thuốc. Đối với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, tỉnh Lai Châu là cơ quan thường trực cho Sở Y tế và cho Ban chỉ đạo về cái công tác phòng chống thuốc lá của tỉnh Lai Châu. Về các cái biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện chủ yếu trong tỉnh Lai Châu là thứ nhất là về công tác tuyên truyền về tác hại phòng chống thuốc lá dưới nhiều hình thức như cái thứ nhất là chúng tôi tham mưu ra các cái văn bản cho tỉnh về cái công tác phòng chống tác hại thuốc lá chung trong toàn tỉnh. Cái nội dung thứ hai là tổ chức các cái cuộc thi tuyên truyền về phòng chống thuốc lá đối với trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu cũng giống như là tuyên truyền ở các cái nhà trường. Ngoài ra đối với công tác phòng chống thuốc lá thì chúng tôi có các cái cuộc giám sát về thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá đối với các sở ban ngành chung trong toàn tỉnh để làm thế nào đó cái công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong các cơ quan công sở thực hiện tốt cái đơn vị không khói thuốc lá trên địa bàn toàn tỉnh. Với những giải pháp cụ thể thiết thực đã được triển khai, cuộc chiến phòng chống tác hại thuốc lá đã có nhiều chuyển biến tích cực trong môi trường công sở, mà nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về tác hại của thuốc lá cũng vì thế mà được nâng cao. Hầu hết các đơn vị đều chấp hành nghiêm việc gắn biển báo cấm hút thuốc ở vị trí dễ quan sát để mọi người cùng thực hiện. Ý chí chấp hành việc không hút thuốc lá tại nơi làm việc được cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thực hiện tương đối nghiêm túc. Đến thời điểm này, 100% các cơ quan đơn vị có treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc. 80% cơ quan có quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong quy chế nội bộ. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, thì tôi cũng như tất cả các đồng chí cán bộ công chức trong cơ quan thực hiện tốt cái việc không hút thuốc lá trong giờ làm việc cũng như trong công sở, đảm bảo cái môi trường làm việc văn minh và không khói thuốc
đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ anh em từ lãnh đạo đến cán bộ công chức trong cơ quan của dân tỉnh. Hạn chế cũng như là không hút thuốc lá tại cơ quan công sở thì chúng tôi cũng đã thực hiện quán triệt tương đối tốt trong các cái buổi sinh hoạt của cơ quan cũng như là sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra thì thực hiện tốt cái văn hóa công sở. Đối với cơ quan hội nông dân thì đến thời điểm này là trên 30 đồng chí cán bộ công chức viên chức thì 100% đều không hút thuốc lá. Không hút thuốc lá tại của từng đồng chí. Và tại cơ quan thì đương nhiên là cũng không có cái hút thuốc lá và đảm bảo tốt cái môi trường làm việc cũng như là chấp hành tốt cái việc thực hiện cái quy định về không hút thuốc lá tại công sở. Thời gian tới để xây dựng môi trường công sở không khói thuốc lá đi vào chiều sâu, tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Mỗi cơ quan đơn vị đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc. Từ đó nhân rộng mô hình công sở xanh, không khói thuốc, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn trong môi trường không khói thuốc. Trong những năm qua, tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống tại xã vùng cao Pusamkap vẫn còn xảy ra, nhất là ở lứa tuổi các em còn là học sinh. Nhưng nhờ linh hoạt trong công tác tuyên truyền, đến nay thì tại các bản trên địa bàn xã Pusamkap, huyện Sìn Hồ, tình trạng này đã giảm thiểu đi rất nhiều. Có được kết quả đó là thời gian qua, xã đã phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn của huyện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình để có nhận thức đúng đắn, từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn. Bản Hồ Xí Pán với 76 hộ, hơn 400 nhân khẩu, 100% dân tộc Mông, thấu hiểu việc tảo hôn để lại những hệ lụy ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển của người dân. Chi bộ bản Hồ Xí Pán và cán bộ xã đã đến từng nhà, vừa tuyên truyền vận động, vừa hỏi han để nắm bắt thực tế, đồng thời có giải pháp hạn chế tình trạng tảo hôn. Sau khi được chính quyền địa phương, các ban đồng quốc hệ của xã và cũng như hội phụ nữ quan tâm và tuyên truyền thì bản thân tôi cũng hiểu về cái luật hôn nhân gia đình. Xác định thay đổi nhận thức không phải ngày một, ngày hai, mà đòi hỏi thời gian lâu dài, do đó chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương hiện đang tiếp tục nỗ lực vận động, tuyên truyền, với mong muốn các em gái không ai bỏ học vì tảo hôn và làm mẹ khi độ tuổi còn quá trẻ. Ban thường vụ Đảng ủy xã đã cụ thể hóa từ các kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã để xuống các bản tuyên truyền phối hợp với bí thư chi bộ và các ban ngành đoàn thể bản để tuyên truyền tới bà con nhân dân và hội viên phụ nữ để chấp hành tốt việc không sinh con thứ ba này, việc tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Thực hiện đề án giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thời gian qua chính quyền xã Pusamkap đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền giúp người dân hiểu được các hệ lụy từ việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Ngoài tuyên truyền vận động tại nhà bằng nhiều hình thức, Ủy ban nhân dân xã còn phối hợp với các trường học trên địa bàn xã triển khai các hội thi tìm hiểu pháp luật tại trường học, qua đó truyền tải thông điệp đến học sinh, thanh thiếu niên nâng cao nhận thức trong việc chấp hành pháp luật, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Trong 2 năm gần đây thì tình hình mà các cháu mà nó đang chưa đủ tuổi mà đang tình trạng tảo hôn kia đấy thì 2 năm gần đây thì các chính quyền hàng năm ngay từ đầu năm mà nó xây dựng kế hoạch mà tuyên truyền quyết liệt luôn, đi vào từng phối hợp với tất cả các đồng chí trưởng bản và người ưu tính trưởng bản tuyên truyền vận động hàng tháng hàng quý mà phân công nhau mà các ban ngành đoàn thể của xã là mỗi tháng là phải đi một vòng ấy thì định tuyên truyền vận động về nhà cho các cháu mới học đến nơi đến chốn và nó không đi lấy chồng sớm để như ngày xưa đó thì đảm bảo mà sức khỏe cho các cháu. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Pusamkap sẽ tích cực phát triển nhân rộng các mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các bản, đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025. Với nhiều biện pháp tích cực, hy vọng tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết sẽ từng bước ngăn chặn đẩy lùi.
Hiện nay huyện Tam Đường có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã còn lại gồm Sơn Bình, Nà Tâm, Tả Lèng và Giang Ma chưa đạt 19 trên 19 tiêu chí thực hiện xã nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện có xã Bản Bo đạt 10 trên 19 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Huyện có 2 tiêu chí đạt gồm an ninh trật tự đô thị, hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị. Để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, huyện Tam Đường cần tổng nhu cầu vốn tối thiểu trên 626 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn đồng bộ, đồng thời duy trì nâng cao tiêu chí tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, khai thác tiềm năng phát triển các loại hình du lịch, tạo cơ chế thông thoáng, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên mọi lĩnh vực, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ theo hướng đa dạng, có chất lượng, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa xã hội, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Phòng dân tộc huyện Sìn Hồ vừa phối hợp với xã Phang Solin tổ chức hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đội ngũ tuyên truyền viên và người dân trên địa bàn xã Phang Solin. Hội nghị tuyên truyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 của đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết số 03 của huyện ủy Sìn Hồ về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2022-2025. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân trong việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Mường Tè có 257 người bị chó mèo cào cắn, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số người được tư vấn tiêm vaccine phòng dại là 189 trường hợp, 68 trường hợp đã được tư vấn. Trước tình hình dịch dại có nguy cơ bùng phát trên đàn chó mèo, do đó để chủ động phòng chống bệnh dại, huyện Mường Tè đang tích cực thống kê, theo dõi đàn chó mèo trên địa bàn. Đồng thời, huyện cũng tích cực tuyên truyền người chăn nuôi cần phải chủ động tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo đầy đủ để tạo miễn dịch. Ngoài ra, không thả rông chó mèo tại các nơi đông người. Khi thả rông chó mèo phải được dọ mõm. Đối với trường hợp bị chó mèo cào cắn, cơ quan y tế khuyến cáo người dân cần phải đến các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại, tránh trường hợp chủ quan làm chết người. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.